À, xin chào mọi người á, cái hổ mình thay bằng Akadama nè, cái này thay bằng cái size S 3-5 ly, có trộn đá bu mít vô. Đá bu mít ha. Đó. Chung cây này đậu bền, chắc trồng là đậu bền nó lâu quá. Này thử nghiệm á, thử nghiệm cho anh em tham khảo á, nhưng mà ta có điều kiện thì chúng ta xài á. Nói chung là giờ mấy anh mấy chú á, có điều kiện rất là nhiều quá, mình nhập về đâu á để mình xài á, chia lại cho anh mấy chú hổm rày nhập về xài, mấy anh mấy chú chia lại hết trơn á, phải nhập lại cái mới á. Cái này có loại size S, giờ lại size SS á, có size M, xe M, xe M hộp có to hơn. Cây này mà mình trồng bằng xe M nè. Những cây lớn trồng xe M đó. Cây nhỏ anh ta trồng xe S. Cây tứ quý không trồng nè. Nhiều khi mấy anh nói mua cái cây có mấy trăm ngàn mà mua bao đất mắc tiền hơn cái cây á. Thì tại mấy anh mua mấy cây mấy trăm ngàn á, như cây này nè, đó, mình cùi cùi mình chơi nè. Những cây này giá 3 triệu mà trồng đâu đó hết khoảng 5 nè. Hết 700 ngàn á, hai bao hết 700 ngàn tiền tiền đất trồng nè. Đó thì đâu có bao nhiêu đâu á. Nếu mà cây nó sống tốt, sống khỏe thì nó còn hoài, chúng ta khỏi mất công nhức đầu đó. Để thời gian đó chúng ta dành thời gian là chúng ta làm, chúng ta kiếm tiền á. Khỏi mất công nó mất thời gian á, cây chết là mất công trên đâm ra nản luôn á. Nè, cây thọ hương nè. Từ chậu 6 đó, tưới một ngày tưới 2-3 lần luôn á, không đủ nước, không đủ nước nè. Cái lá nó ra nó cứ teo hoài á, không đủ nước á, mà dù chúng ta xịt sâu xịt bệnh xịt hoài lá nó ra nó teo hoài nè. Nó không phải bị sâu nè, nó không phải bị bệnh á, nó bị thiếu nước á, thiếu nước nó teo hết trơn á, không đủ nước à, lá non ra nè. Tại vì cây chúng ta còn chúng ta xử lý nước á, đó. Dư nước cũng không được mà thiếu nước cũng không được á, đó. Cho nó vừa đủ á. Đó, cái này mình thay là 100% là Akadama luôn á, đó. Hạt lớn, hạt M á. Lớp mặt thì mình rải một chút xíu hạt ớt thôi á, ớt giữ ẩm, còn tất cả chất trồng dưới là xài M hết á, hột to nè. Nhiều khi mấy anh mấy chú nói chung là giá trị cao, cây ra đẹp rất là nhiều quá, mà trồng bằng cái chất trồng mà nó không có thoáng khí, không có thông thoáng, nó bị hư, nó bị chết, rất là uổng cây. Nhiều khi mình đi tới mấy nhà anh mấy chú á, có mấy cây mấy trăm triệu quá mà trồng mà không có tốt lành gì đó, có tiền mà họ trồng không có tốt á. Nói chung là phải do là có thời gian mà làm việc á. Đó, trồng cây để mà vui hưởng thôi, chứ không phải trồng cây để mà phục vụ nó. Trồng cái cây để cho cây nó phục vụ mình mà, chứ ở không đâu tối ngày mà đi theo mà xịt thuốc xịt bệnh hoài, canh hoài á. Đó, chúng ta ở góc độ người chơi thì chúng ta tận hưởng á. Cho làm cho anh em tham khảo, đây là chậu 8 á, 8 tấc lọt lòng đó. Cái khuôn chậu long phụng nè, bữa nay mới thay vô đó. Nếu mà tính ra thì nó rẻ, mà mình vô đâu hết khoảng 2 triệu tiền đất trồng này nè, khoảng 6 bao 2.300.000 bao, 6 bao. Cái chậu này nó có 1 triệu à, bây giờ là 3 triệu à. Cái chậu mỹ nghệ, bỏ chậu mỹ nghệ kia ra đi, chậu nghệ lúc đó là mua 2.800.000 á, thì bỏ cái chậu này ra đó. Cái chậu này 1 triệu quá, bộ này 1 triệu quá, bộ này thì nguyên bộ là 1.200.000 đó, với 1.800.000 tiền đất nữa là 3 triệu quá đó. Chúng ta khi chúng ta có tiền mua cây mấy chục triệu mà chúng ta không có tiền, có tiền mua cây mấy chục triệu, có tiền mua chậu 5-7 triệu mà không có tiền mà
mà mua chất trồng cho nó ăn á. Em như nuôi chim nè, có tiền mua lồng mấy chục triệu, mấy triệu á, mà không có tiền mua thức ăn thì cũng như không á. Đó, vấn đề chính là cây nó sống nó tốt, tốt và nó mới đẹp được ha. Anh em tham khảo á, và anh em xem lại quá trình mình làm á, nói chung là cho anh em nào tham khảo á. Còn anh em nào chê mắc chê rẻ gì đó thì nói chung là tùy người á, mỗi người mỗi điều kiện mà. Tùy người, nhiều khi nói ra buồn phiền đâu ha. Như cây này mình đi mua không phải giá trị cao á, 30 triệu nè, mà trồng nó không tốt, nó chết lên chết xuống thì mất luôn 30 triệu á. Một năm rồi nè. Tiếp theo mà anh em xem nó nở á, nói chung là xứng đáng đồng tiền á. Trong thời gian tới nè, đây, chăm sóc cây này như thế nào, nói chung là rất là nhàn á. Hiện tại mình trồng mà cây mà bỏ đất vô nó nhàn lắm. Ai có chê gì chê, mà mình xấu mà mình thật sự mình rất ít xịt thuốc á. Thuốc sâu thì bệnh ít xịt dữ lắm, không có thời gian mà xịt á. Bỏ bà nó đi, tết được nhiêu chơi nhiêu hay nhiêu á. Chỉ có tưới phân thôi, thuốc thì nói chung là cũng ngại xịt lắm á. Như bên đây nè, trồng bằng đất ruộng nè, đất ruộng rồi trấu hung đâu nè, nó đang thui rễ nó ra trắng như vậy trần. Cũng là chậu tám á, cũng là cây lớn chứ không phải nhỏ đâu, để nó ra đầy ra nè anh em xem. Rễ mai á, thấy không? Đất thì chúng ta che phủ bề mặt á. Tám tấc lọt lòng. Có cái anh em tham khảo á. Này thay vô chê tết luôn á. Thay thì mình để nguyên mình đem qua thôi, không có làm bể bầu á. Trước khi thay để người ta xiết khô nước khoảng ngày, ta dùng con dao á, vậy ta rọc á, cho cái chảnh đừng hết cái chậu. Rồi đem bỏ qua, dắt trồng ém thôi ha. Mình đem sang lại quá trình mình làm á. Trước khi thay đây, chúng ta xiết nước ha. Đó. Dùng con dao á, ta rọc một đường quanh mép chậu á, cho nên khi mà nhấc lên không có bị hết chậu á. Chậu 8 á, chuẩn bị là 7 cục gạch ống á. Gạch ống này thì mình học của cái vườn Phương Bình á, ta làm nó chung bỏ gạch ống rồi cũng nhẹ nhàng. Chậu lớn quá ha, nếu mà đá xanh rất là nặng á. Cái chậu nặng nào đó 5-70 kg rồi. Dưới cùng thì lót lớp lưới cho mấy cái lỗ á, cho cái thằng chất trọng ta nó đừng có bị chạy ra lỗ. Đất Akadama. Cái này trồng tổng cộng hết là 6 ao Akadama size M á. Size M là từ 6 tới 8 ly. Đầu tiên chúng ta sẽ lót đáy một bao á. Dưới lớp cùng thì mình có trộn lên một ít đá bu mít á. Ít đá bu mít thôi. Cho nó có không khí dưới á. Size M. Trồng cây lớn thì chúng ta dùng xe M, còn cây nhỏ chúng ta dùng xe S. M hạt nó to. Còn mấy cái cây mà trung trung nhỏ nhỏ chúng ta dùng xe S được rồi. Không có chúng ta xài, nói chung là xài xe nào cũng được á. S được, M cũng được. Cây này lúc trước thay bằng xe S nè. Rồi chúng ta nhắc cái cây qua. Chú ý đừng có làm bể bầu á. Nhắc nhóm nhóm nó lên rồi bỏ qua. Còn chất trồng nào bờ rời quá thì chúng ta bỏ ha. Nói chung là chất trồng bằng sơ dừa ha.
cây rất là mạnh, tưới nó nhanh khô. Rồi, chúng ta đổ chất trồng vô thôi chứ không có gì. Rồi, dùng cái cây chọt á, chọt cho nó len lỏi cho mấy ngóc ngách. Rồi, nó bó bầu lại. Rồi, khi bỏ cây vô chúng ta xây á, xây vài cái để cho cái thằng mà chất trồng cũ với chất trồng mới nó bó bầu lại. Bó bầu thì là cái phần rễ nó không có bị trống á, cái bầu không có bị trống, rễ nó sẽ ra nhanh hơn á. Này, chúng ta chọt á, những cây chúng ta chọt. Đó, rồi trồng xong be lên thôi. Lên rồi, lớp trên mặt thì chúng ta rắc lớp lớp đất xay nhỏ ha, để cho giữ ẩm ha. Giờ lại tưới nó không có bị be lên, tưới nó không có bị giăng đất ra. Nè, thì tưới nước á, nó rõ nước ngon lắm, nó chảy rót rót dưới luôn nè. Anh em tham khảo á, nói chung là cũng không có tốn tiền nhiều đâu á. Trồng cây nên chúng ta có thời gian chúng ta đi làm việc á, có thời gian chúng ta đi chơi đâu đó. Cái này thì trồng khoảng 5-7 năm á, 5-7 năm nó mới ăn hết. 5-7 năm thì chúng ta thay chậu lớn hơn thôi. Rồi, mời anh em xem lại hình của nó là hồi năm rồi á. Đó. Nói chung là màu rất là đậm á. Nhìn nó cho mình rất là nổi bật, vừa đẹp vừa thơm á, thơm ngày thơm đêm luôn á, thỏa hương nè, nở xứng đáng nha, nó chùm vậy đó. Rồi, chúc anh em xem video nó có nhiều thông tin á, chúng ta có cái để tham khảo á. Anh em xem đến đây thì tiếc gì một nút like, một nút đăng ký á. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, xin chào. Là đây là thỏ hương á, cái gốc mai vàng đó, anh em nào có ghép thì cũng yên tâm mà làm á. Đây mình làm nó rất là đẹp như thế này rồi đó. Có ghép thì khi người này nó ra nó vô rụng nụ quá đó, đủ lực thì không có rụng á. Rất là đẹp á, có ghép cũng có trồng cũng yên tâm mà trồng á.